Dòng máu lạc hồng xin được chào các bạn. Nếu như ai là tín đồ công nghệ thì chắc sẽ không thể bỏ qua sự kiện Hội nghị Di động Thế giới đang diễn ra tại Tây Ban Nha hiện nay. Hội nghị Di động Thế giới được biết đến là sự kiện thường niên dành cho các thương hiệu công nghệ trên toàn thế giới. Sự kiện có sự góp mặt của các đại diện, giám đốc điều hành, nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp công nghệ cũng như nhà cung cấp và sở hữu nội dung từ khắp nơi trên thế giới. Những cái tên cộm cán có thể kể đến như Huawei, Xiaomi, Intel, Meta, Google. Được biết, Hội nghị Di động Thế giới không chỉ là sân chơi để các hãng tranh tài, mà còn là bước đệm quan trọng trong việc thể hiện sức mạnh của những thiết bị di động của họ. Theo đó, ai có những sản phẩm độc đáo hơn sẽ giành được những hợp đồng béo bở hơn từ các quốc gia trên thế giới. Và đáng nói, tại đây cũng có một thương hiệu lớn nhất tại Đông Nam Á trong lĩnh vực viễn thông đến tham gia. Đó không ai khác, chính là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel của Việt Nam. Thưa các bạn, Viettel hiện là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất triển khai gian hàng tại Hội nghị Di động Thế giới, tổ chức thường niên tại Barcelona, Tây Ban Nha. Và đây đã là lần thứ 6 Viettel tham gia Hội nghị Di động Thế giới. Thông qua hội nghị nhằm trình diễn các giải pháp công nghệ Made by Viettel, Made in Việt Nam, đưa công nghệ Việt Nam ra ngoài thế giới. Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, năm nay, doanh nghiệp đem nhiều sản phẩm tới Hội nghị Di động Thế giới. Theo đó, chủ đề của hội nghị năm 2023 là khai phóng công nghệ tương lai ngay hôm nay. Do đó, Viettel mang đến hội nghị các giải pháp hạ tầng viễn thông, giải pháp công nghệ số, đóng vai trò cốt lõi trong kiến tạo xã hội số, phát triển kinh tế số Made in Việt Nam. Viettel tự tin mang đến sự khác biệt trong các sản phẩm đến từ cách tiếp cận độc đáo của mình trong việc phát triển giải pháp công nghệ. Đó là đem lại khả năng thích ứng cao, linh hoạt triển khai theo nhu cầu đa dạng, tiếp cận số đông khách hàng. Giải pháp công nghệ của Viettel được lấy chủ đề riêng là công nghệ từ trái tim, gồm có bộ sản phẩm 5G có sự tham gia của các công nghệ mở, giúp giảm giá thành sản xuất, hướng đến mục tiêu giúp các nhà đầu tư sớm phổ cập 5G cho các quốc gia. Nền tảng bản sao số hướng tới nghiên cứu xây dựng bản sao xã hội số, giúp hỗ trợ, giám sát, điều hành, quy hoạch đô thị dựa trên nguồn dữ liệu lớn. Viettel Money đặc biệt khi trở thành ví điện tử, có thể thực hiện thanh toán số ngay trên điện thoại cục gạch. Giải pháp cấu trúc linh hoạt của IOC giúp xây dựng các chính quyền số, giải quyết những nhu cầu cấp bách tại địa phương trước khi phải đầu tư toàn diện. Trung tâm giám sát an ninh mạng SOC được thiết kế để bảo vệ toàn diện tổ chức, doanh nghiệp trên không gian mạng. Nền tảng linh hoạt với nhiều lựa chọn theo mô hình, nhu cầu của từng khách hàng. Hay như hệ thống tính cước thời gian thực OCS được nâng cấp toàn diện, cung cấp khả năng tính cước hội tụ cho cả dịch vụ viễn thông, dịch vụ cố định và các dịch vụ số, có khả năng cá thể hóa theo từng nhu cầu của mỗi khách hàng. Theo đại diện phía Viettel, thông điệp mà tập đoàn muốn mang đến Hội nghị Di động 2023 chính là công nghệ từ trái tim. Theo đó, mỗi sản phẩm được trưng bày đều mang cách tiếp cận độc đáo của Viettel với công nghệ mới, tạo cơ hội để công nghệ số hiện đại được phổ cập cho cộng đồng. Viettel nhấn mạnh từ cộng đồng vì triết lý này thể hiện niềm tin của Viettel rằng công nghệ không chỉ là một công cụ để kết nối mọi người, công nghệ còn là phương tiện giúp cải thiện cuộc sống của mọi người và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn để thúc đẩy phát triển bền vững, giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Thế nên, khi triển khai bất kỳ sản phẩm nào, Viettel cũng đặt ra mục tiêu để mọi người có cơ hội được tiếp cận và sử dụng. Trong kỷ nguyên 4.0, Viettel tiếp tục đặt ra mục tiêu phổ cập công nghệ số. Đó cũng là cách để Viettel gắn kết các hoạt động của mình với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Thưa các bạn, với thông điệp này, Viettel mong muốn tìm kiếm những đối tác có cùng khát vọng hướng tới mục tiêu phổ cập dịch vụ số hiện đại đến nhiều người dùng nhanh hơn và mạnh hơn. Đây là thế mạnh của Viettel, cũng là nhu cầu của nhiều nước trong công cuộc chuyển đổi số. Gian hàng của Viettel được đặt tại Hào 4, vị trí 4E30 với diện tích 230m². Được biết, Hội nghị Di động Thế giới năm nay dự kiến sẽ thu hút 80.000 lượt khách tham quan trực tiếp, chủ yếu là các đối tác công nghệ lĩnh vực viễn thông trên toàn cầu. Hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện B2B, tức kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp không thể bỏ qua trong lĩnh vực di động. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2023 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Cũng tại đây, Viettel sẽ đứng cùng với các tên tuổi lớn trên thế giới như của Mỹ là AT&T, BCG, McKinsey, Palo Alto Networks, của Anh là PwC,
của Hàn Quốc là KT Group, của Nhật Bản là NTT Docomo, Fujitsu. Sự kiện đánh dấu một bước tiến nữa trong công cuộc đem công nghệ Made in Vietnam ra thế giới của tập đoàn Viettel. Đáng chú ý, Viettel không chỉ mang công nghệ mình làm ra thế giới, mà dự kiến năm 2023 này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ còn phát động chiến dịch đưa doanh nghiệp Việt Nam đi mở cõi trên thế giới. Theo đó, Viettel với vai trò là tập đoàn dẫn đầu sẽ kết nối các doanh nghiệp công nghệ trong nước với các hợp đồng với các quốc gia. Qua đó, đưa công nghệ Việt Nam lan tỏa sức ảnh hưởng với toàn cầu. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông còn dự kiến sẽ công bố chiến lược quốc gia về ngành công nghiệp bán dẫn. Cụ thể, ngày 23 tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới với chủ đề Doanh nghiệp số Việt Nam, hợp tác số toàn cầu, đối tác tin cậy để xây dựng thế giới số. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch tập đoàn FPT Trương Gia Bình kiến nghị để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển, đề nghị nhà nước đầu tư sản xuất chip. Về điều này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Chính phủ đang soạn thảo chiến lược quốc gia về ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó bao gồm mảng sản xuất chip. Dự kiến chiến lược này sẽ được ban hành trong năm 2023. Trong khi đó, Chủ tịch Công ty Hệ thống FPT Trần Đăng Hòa thì cho rằng Việt Nam đang sở hữu cơ hội rất lớn trong ngành công nghiệp thiết kế bán dẫn chip. Theo đó, Việt Nam có nhiều năm nghiên cứu, thiết kế về chip bán dẫn. Các công ty công nghệ lớn Việt Nam thời gian qua cũng đã đạt những chuẩn mực gần với quốc tế. Vấn đề lớn nhất hiện nay là thị trường và vốn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả chính phủ và doanh nghiệp. Ông Hòa nói tại hội nghị rằng Việt Nam đã làm chủ được công nghệ. FPT đã có hơn 10 năm thiết kế và làm chip. Khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có nhà máy, nên chip FPT làm ra đều đưa sang Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc thiết kế và đóng gói. Đây cũng là đề xuất của chúng tôi xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Khi có nhà máy ở Việt Nam thì các ngành khác sẽ phát triển theo. Được biết, chính phủ đang soạn thảo chiến lược quốc gia về ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó bao gồm lĩnh vực sản xuất chip. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, dự kiến ngay trong năm 2023, Việt Nam sẽ công bố chiến lược nói trên. Đây sẽ là bước ngoặt để công nghệ tại Việt Nam có thể xuất khẩu các mặt hàng công nghệ do chính tay mình trồng ra thế giới. Từ đó không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghệ. Chính nó sẽ giúp xây dựng được sức ảnh hưởng của đất nước Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Mới đây, báo cáo Global 500 năm 2023 do Brand Finance Anh công bố, thương hiệu Viettel của tập đoàn công nghiệp cơ viễn thông quân đội đã có giá trị lên tới 8,902 tỷ đô la, tăng 144 triệu đô la so với năm 2022. Là thương hiệu Việt Nam và thương hiệu viễn thông duy nhất của Đông Nam Á trên bảng xếp hạng Global 500 của Brand Finance, Viettel đã tiếp tục giữ vững ngôi vị thương hiệu viễn thông giá trị nhất tại Đông Nam Á, tiến lên vị trí thứ 9 tại châu Á và thứ 17 trên thế giới. Về tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho biết, trong năm 2022, Viettel ghi nhận doanh thu hợp nhất 163.800 tỷ đồng, tăng trưởng 6,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của Viettel cũng tăng 3% so với năm 2021, lên 43.100 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao nhất 5 năm trở lại đây của Viettel, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 38.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cũng thể hiện nguồn doanh thu chủ lực từ viễn thông được Viettel duy trì khi tiếp tục giữ vững vị trí nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động lớn nhất Việt Nam với 54% thị phần. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ viễn thông Viettel bằng 1,5 lần trung bình ngành trên thế giới. Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, tập đoàn cho biết Viettel lần đầu tiên ghi nhận doanh thu dịch vụ đạt gần 3 tỷ đô la, khoảng hơn 70.000 tỷ. Con số này tương đương với mảng viễn thông trong nước, đóng góp 50% doanh thu dịch vụ viễn thông. Thêm vào đó, nguồn ngoại tệ chuyển về Việt Nam trong năm 2022 lên tới gần 500 triệu đô la, cao nhất trong 5 năm vừa qua. Lũy kế đến nay, Việt Nam đã chuyển về nước gần 70% tổng số tiền đầu tư nước ngoài. Thưa các bạn, với sự tăng trưởng một cách bền vững này, Viettel sẽ là tập đoàn có thể đóng vai trò xếu đầu đàn để đưa công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới.